Chào các em, hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong chương trình ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn ngữ văn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Ở buổi học trước, các em đã được ôn tập tỉ bút Người lá đỏ sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và trong buổi học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Đây là chuyên đề thứ 7 trong chương trình ôn tập của chúng ta. Các em thân mến, tình yêu đã trở thành đề tài muôn thuở của thi ca. Hình như có bao nhiêu cung bậc tình yêu thì có bấy nhiêu cách thể hiện trong thơ văn. Nhà thơ Lưu Trọng Lư từng nói, có cái tình say đắm, có cái tình thoảng qua, có cái tình gần gũi, có cái tình xa xôi, có cái tình trong giây phút, có cái tình ngàn thu. Đọc thơ Xuân Quỳnh cũng thế, chúng ta cảm nhận được rất nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu, từ cái hồn nhiên say đắm đến cái mãnh liệt dạt dào, và có lúc tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh lại lắng sâu và trải nghiệm, suy tư. Những bài thơ hay về tình yêu của Xuân Quỳnh có thể kể đến thơ Tình Cuối Mùa Thu, Hoa Cỏ May, Thuyền và Biển. Trong số đó cũng không thể không kể đến bài thơ Sóng. Với thi phẩm đặc sắc này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập theo định hướng như sau. Đầu tiên, cô sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản về bài thơ Sóng. Sau đó, cô sẽ giới thiệu với các em một số dạng đề thi. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Phần 1. Cô sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản về tác giả Xuân Quỳnh, tác phẩm Sóng và một số những vấn đề cần lưu ý khi chúng ta học tác phẩm này. Đầu tiên là về nhà thơ Xuân Quỳnh. Thì các em lưu ý cho cô giáo, với bất cứ tác giả văn học nào, thì khi tìm hiểu chúng ta cũng cần quan tâm đến những thông tin về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác, về vị trí văn học sử của nhà văn, nhà thơ đó trong tiến trình văn học dân tộc. Xuân Quỳnh sinh năm 1942, mất năm 1988, tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, quê ở La Khê, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Nhìn những thông tin về năm sinh, năm mất của nhà thơ, các em cũng có thể nhận thấy Xuân Quỳnh sinh ra và lớn lên trong giai đoạn rất khó khăn của đất nước, khi chúng ta lần lượt trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Bản thân Xuân Quỳnh lại cũng gặp những trắc trở trong cuộc đời riêng tư. Tuổi thơ Xuân Quỳnh từng trải qua cảnh ngộ côi cút, nghèo khổ, thi sĩ mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, thiếu thốn tình cha và sống với bà nội. Những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm ấy đã để lại dấu ấn trong Xuân Quỳnh hết sức sâu đậm, như thi sĩ có lần tâm sự với bạn, suốt những năm tháng tuổi nhỏ, lúc nào tôi cũng thấy rét. Những dấu ấn tuổi thơ đó đã in dấu rất sâu đậm trong sáng tác của Xuân Quỳnh sau này. Em đánh chắt, chơi chuyền thủa nhỏ, hái rau rền, rau rệu nấu canh, tập vá may, tết tóc một mình, rồi úp mặt vào bàn tay khóc mẹ. Khi trưởng thành, Xuân Quỳnh lại lận đận tình duyên, vất vả cơm áo, thì chị đã gặp những trắc trở trong cuộc sống đời tư. Những dấu ấn của cuộc sống riêng ấy đã in dấu rất rõ và hình thành nên Xuân Quỳnh, một người phụ nữ giàu nghị lực, khát khao hạnh phúc, đồng thời cũng rất nhạy cảm với những bất trắc đổ vỡ. Thứ hai, chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh. Nếu đọc những cái thông tin trong tiểu sử của nhà thơ thì các em thấy rất là rõ, Xuân Quỳnh từng là một diễn viên múa của Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương. Xong, người phụ nữ ấy đã dám dũng cảm từ bỏ hào quang, từ bỏ ánh đèn sân khấu để đến với thơ ca. Sự lựa chọn dứt khoát và quyết liệt đó của Xuân Quỳnh đã giúp chúng ta có một nhà thơ tên tuổi như hôm nay. Các em cùng quan tâm đến những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ, đặc điểm sáng tác của Xuân Quỳnh và vị trí văn học sử của thi sĩ trong lịch sử dân tộc. Đầu tiên, về tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh có thể kể đến các tập thơ như Tơ Tằm, Chồi Biếc. Tập thơ này tác giả in chung năm 1963, tập Hoa Dọc Chiến Hào năm 1968, tập Gió Lào Cát Trắng năm 1974, tập Tự Hát năm 1984 và tập Hoa Cỏ May năm 1989, vân vân. Thứ hai, về đặc điểm sáng tác của Xuân Quỳnh thì các em chú ý cho cô giáo những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật sáng tác. Đầu tiên, thơ Xuân Quỳnh thể hiện một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn, da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị, đời thường. Trong thơ Xuân Quỳnh, chúng ta thấy hình ảnh một người phụ nữ với bàn tay em ngón chẳng thon dài, vệt chai cũ đường gân xanh vất vả. Nhưng cũng với bàn tay ấy, Xuân Quỳnh đã nâng niu chi chút cho những hạnh phúc bình dị của đời thường. Trời mưa lạnh, tay em khép cửa, em phơi mền và áo cho anh, tay cắm hoa, tay để treo tranh, tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc. Người phụ nữ ấy cũng có khát vọng về một tình yêu chân thành,
mãnh liệt, song khát vọng tình yêu ấy lại luôn gắn với cảm thức lo âu về sự phai tàn, đổ vỡ. Người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh khát khao tình yêu, núi cao, biển rộng, sông dài, tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu. Thậm chí có những lúc cũng yêu rất dại khờ. Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng. Tuy nhiên, có lẽ những trắc trở của cuộc sống, đời tư, hôn nhân cũng như những cái thiếu thốn tình cảm từ thuở nhỏ khiến Xuân Quỳnh luôn mang trong mình những mặc cảm và những cái âu lo phấp phỏng, luôn luôn cảm thấy cô đơn và luôn ra diết trong câu hỏi: hoa ơi sao không nói, anh ơi sao lặng im, đốt lòng em câu hỏi, yêu em nhiều không anh. Ngay cả lúc đang hạnh phúc nhất, tình yêu đang độ say đắm, nồng nàn nhất, Xuân Quỳnh vẫn luôn lo lắng hôm nay yêu, mai có thể xa rồi. Về mặt nghệ thuật thì thơ Xuân Quỳnh không hấp dẫn người đọc bởi ngôn ngữ hình ảnh cầu kỳ, mới lạ, mà để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc bởi ngôn ngữ bình dị, giàu biểu cảm, đậm màu sắc nữ tính. Thơ Xuân Quỳnh cũng mang giọng dãi bày, bộc bạch, bàng bạc những lo âu khắc khoải. Thứ ba, chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về vị trí văn học sử của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh được coi là một trong những cây bút tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đồng thời, cô cũng là một trong những thi sĩ viết thơ tình hay nhất trong nền thơ Việt Nam hiện đại. Và Xuân Quỳnh đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2001. Thứ hai, chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về tác phẩm Sóng. Với tác phẩm này thì cô giáo hướng dẫn các em nắm được xuất xứ, vị trí, hoàn cảnh ra đời và bố cục của bài thơ. Đầu tiên, đó là xuất xứ, vị trí. Bài thơ Sóng được in trong tập Hoa dọc chiến hào năm 1968. Về vị trí thì đây là bài thơ tình nổi tiếng của Xuân Quỳnh và đã góp phần tạo nên vị trí nữ hoàng thơ tình Việt Nam của nhà thơ. Thứ hai, đó là về hoàn cảnh ra đời. Thì các em lưu ý cho cô giáo, bài thơ Sóng được viết năm 1967 nhân chuyến đi thực tế của Xuân Quỳnh ở vùng biển Diêm Điền, Thái Bình. Ở đây cô giáo lưu ý với các em, đó là khi tìm hiểu những thông tin về hoàn cảnh ra đời một tác phẩm, không phải là các em học thuộc những con số vô hồn về năm sáng tác của bài thơ hay của câu chuyện đó, mà các em cần đặt hoàn cảnh ra đời bài thơ trong cái bối cảnh chung của thời đại để thấy được sự chi phối của không khí thời đại đến tác phẩm hoặc những bứt phá, những sáng tạo riêng của tác giả. Đồng thời, trong một số trường hợp thì những thông tin về hoàn cảnh sáng tác đó cũng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu được thông điệp thực sự của tác phẩm, cũng như là hé mở cái thế giới nghệ thuật, hé mở tâm trạng, cảm xúc của thi sĩ, bởi lẽ nó gắn với một cảnh ngộ riêng tư, một cảm xúc nào đó của người viết. Vậy thì với bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, các em cần nhớ, bài thơ này được viết năm 1967. Đó là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra rất là ác liệt. Cả đất nước đang trong không khí của những cuộc chia ly màu đỏ. Cả đất nước đang trong không khí của những buổi vui sao cả nước lên đường, tiếng hát át tiếng bom. Như một lẽ tất yếu, ra đời trong hoàn cảnh đó thì văn học Việt Nam chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Người ta ít nói đến những tình cảm riêng tư, cá nhân. Song Xuân Quỳnh với bản lĩnh nghệ thuật của mình đã đi một con đường riêng, thi sĩ đã cất lên những tiếng nói trữ tình giàu giá trị nhân bản về những tình cảm đời tư. Với bài thơ Sóng, đây cũng là một trường hợp như thế, và tác phẩm thực sự đã được coi là một bông hoa lạ nở dọc chiến hào những năm đánh Mỹ. Đọc bài thơ, ta không cảm nhận được âm vang chiến trường bom rơi, đạn nổ, mà chỉ thấy tiếng lòng rất tha thiết, chân thành của một người phụ nữ trong tình yêu. Nó nói với chúng ta một điều, tình yêu thực sự đã mạnh hơn đạn bom, mạnh hơn cái chết và là khát vọng bất diệt, muôn thuở của con người. Chúng ta cùng chuyển sang phần ba nhỏ, tìm hiểu về bố cục của tác phẩm. Với bài thơ này thì cô giáo hướng dẫn các em chia bố cục như sau. Đoạn 1, khổ 1 và khổ 2, sóng và sự dung hòa các đối cực, khát vọng tình yêu. Đoạn 2, khổ 3 và khổ 4, sóng và những suy tư về nguồn gốc, sự bí ẩn của tình yêu. Đoạn 3, khổ 5, 6, 7, sóng và nỗi nhớ thương, sự chung thủy, niềm tin trong tình yêu. Đoạn 4, khổ thơ 8, 9, sóng và những âu lo, khát vọng bất tử trong tình yêu. Thứ 3, cô giáo sẽ hướng dẫn các em
một số những vấn đề cần lưu ý khi ôn tập tác phẩm này. Đầu tiên, chúng ta quan tâm đến nhan đề của thi phẩm, sau đó là nét độc đáo, đặc sắc của các đoạn thơ và cuối cùng là giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Bài thơ có nhan đề là Sóng. Nhan đề này đã xác định được hình tượng xuyên suốt thi phẩm. Sóng ở đây trước hết là hình ảnh tả thực một hiện tượng tự nhiên. Song, Sóng còn là nhân vật để em giãi bày, bộc lộ nỗi niềm sâu kín và những khám phá về chính mình. Như thế, Sóng vừa là đối tượng miêu tả, vừa là phương tiện để thể hiện tình yêu. Nhan đề này cũng chi phối đến cách tổ chức kết cấu của tác phẩm. Bài thơ được kết cấu trên cơ sở nhận thức sự tương đồng, hòa hợp giữa hai hình tượng Sóng và em. Các em lưu ý cho cô giáo, đọc bài thơ này, chúng ta sẽ thấy có hai hình tượng tồn tại song song, đó là Sóng và em. Sóng và em vừa song hành, vừa chuyển hóa, thống nhất với nhau. Sóng biển xôn xao cũng gợi lên những nhịp sóng lòng của người phụ nữ. Mượn sóng để thể hiện tình yêu thì không phải là mới trong văn học. Chúng ta từng biết đến câu thơ của Nguyễn Du trong truyện Kiều, sóng tình dường đã xiêu xiêu. Nhà thơ Chế Lan Viên sau này cũng viết, anh xa em như đất liền xa cách bề, nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em. Song trong sáng tác của các nhà thơ đó, sóng mới chỉ được nhắc đến trong lời thơ như một phương tiện để biểu hiện cảm xúc. Còn trong bài thơ của mình thì Xuân Quỳnh đã xây dựng một chuỗi hình ảnh về sóng và biến sóng trở thành phương tiện, thành hình ảnh biểu tượng để thể hiện tình yêu của người phụ nữ. Trong bài thơ Biển, nhà thơ Xuân Diệu cũng mượn sóng để nói về tình yêu. Tuy nhiên, sóng trong biển của Xuân Diệu là hình ảnh gắn với người nam. Còn trong bài thơ của Xuân Quỳnh, sóng lại mang nữ tính. Đó chính là nét riêng độc đáo của thi phẩm này. Như vậy, rõ ràng, sóng là một nhan đề ngắn gọn nhưng rất giàu ý nghĩa. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2, tìm hiểu về nét độc đáo, đặc sắc của các đoạn thơ. Đầu tiên là đoạn 1, hay khổ đầu, sóng và sự dung hòa các đối cực, khát vọng tình yêu. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu khổ thơ đầu tiên của bài thơ này. Các em quan sát cho cô giáo những từ ngữ mà cô giáo đã in chữ màu ở đây. Dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ. Các cặp hình ảnh sông, bể và cách diễn đạt tìm ra tận bể. Với bất cứ một tác phẩm thơ ca nào, khi đọc hiểu thì các em cũng lưu ý cho cô giáo đó là chúng ta phải nhận diện được những từ ngữ, hình ảnh quan trọng cũng như là các biện pháp nghệ thuật mà nhà thơ đã sử dụng. Vậy thì với trường hợp bài thơ Sóng này, các em lưu ý cho cô giáo những từ ngữ, hình ảnh như cô giáo đã trình chiếu ở đây. Đó là từ dữ dội, từ dịu êm, từ ồn ào, từ lặng lẽ, cặp hình ảnh sông bể, nghệ thuật tương phản và nghệ thuật nhân hóa. Các em chú ý, nhà thơ đã sử dụng các cặp tính từ trái nghĩa, dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ. Các cặp tính từ trái nghĩa này được đặt trong tổ chức ngôn ngữ vừa đối lập vừa song hành. Trước hết, nó gợi ra tính chất của những con sóng thực ngoài tự nhiên với sự hài hòa của các đối cực. Sóng ngoài tự nhiên có những con sóng lớn, dữ dội, ào ạt xô bờ, nhưng lại cũng có những con sóng nhỏ, dịu dàng, mơn man, lặng lẽ, du êm bờ cát. Qua đó, khi đặt trong cấu trúc song hành với hình tượng em, chúng ta thấy lời thơ cũng gợi ra tình yêu với nhiều cung bậc, sắc thái đa dạng, có lúc mãnh liệt, cồn cào, có lúc lại lắng sâu vào những kỷ niệm, tâm tư. Qua đó, thi sĩ cũng gợi ra tâm hồn giàu cảm xúc, luôn biến động của người phụ nữ trong tình yêu với những trạng thái cảm xúc tưởng như đối lập nhưng lại rất thống nhất. Người phụ nữ có lúc mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng lại cũng có những lúc rất dịu dàng, đằm thắm. Thứ hai, các em chú ý cho cô giáo cặp hình ảnh sông, bể. Sông là hình ảnh không gian nhỏ, hẹp, đồng thời cũng tượng trưng cho cái hữu hạn, nông cạn. Bể là hình ảnh không gian lớn, rộng nhưng nó cũng lại tượng trưng cho cái khoáng đạt, sâu sắc. Ở đây, thi sĩ Xuân Quỳnh còn sử dụng nghệ thuật nhân hóa, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Với biện pháp nghệ thuật này, thi sĩ
đã nói với chúng ta về bản chất của tình yêu. Đó là trong tình yêu, con người không chấp nhận sự tầm thường, luôn vươn tới cái lớn lao và đòi hỏi sự đồng điệu. Hành trình của sóng tìm ra cận bể cũng chính là hành trình của tình yêu hướng tới cái vô biên tuyệt đích, hành trình khẳng định khát khao được là chính mình của người phụ nữ. Đó là khát vọng cao cả, thể hiện được sự bản lĩnh chủ động và tính cách kiêu hãnh của người phụ nữ trong tình yêu. Ở đây, rằng các em nên đặt ra câu hỏi, vì sao sông không hiểu nổi mình thì sóng lại phải tìm ra tận bể? Có lẽ cái hình ảnh này, trước hết nó xuất phát từ một thực tế, đó là sóng ở sông bao giờ cũng đổ ra bể lớn. Nhưng hơn thế, Xuân Quỳnh còn muốn nói với chúng ta một điều, người phụ nữ trong tình yêu rất mạnh mẽ, quyết liệt. Khi không tìm thấy sự đồng cảm, đồng điệu, người phụ nữ ấy sẵn sàng dứt khoát từ bỏ để tìm đến với một tình yêu lớn lao, bao dung hơn của đời mình. Đó chính là tính cách chủ động, sự bản lĩnh, tự tin, quyết liệt. Đồng thời, nó cũng nói với chúng ta cái khát khao được là chính mình trong tình yêu của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh. Đây chính là nét mới và nét hiện đại của tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh. Sang khổ thơ thứ hai. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Tác giả sử dụng cặp từ ngày xưa, ngày sau đặt sóng trong tương quan với dòng chảy của thời gian bất tận. Ngày xưa chính là quá khứ xa xôi, còn ngày sau là tương lai thăm thẳm. Hai chữ vẫn thế khẳng định bản chất vĩnh cửu của sóng, đồng thời nó tạo nên mạch nối giữa 6 câu đầu tiên của bài thơ với 2 câu cuối của khổ hai. Vẫn thế có nghĩa là gì? Con sóng ấy vẫn là sự dung hòa của các đối cực, vẫn mang bản chất vừa dữ dội, vừa dịu êm, vừa ồn ào, vừa lặng lẽ. Sóng vĩnh hằng như vậy, cũng như nỗi khát vọng tình yêu vẫn mãi bồi hồi trong ngực trẻ. Nhà thơ đã mượn quy luật bất diệt của tự nhiên để nói về cái bất biến trong tình cảm của con người. Đó là chừng nào con người còn khát vọng tình yêu, khi đó họ không chỉ trẻ tuổi mà còn trẻ lòng. Ở đây, nhà thơ muốn nói với chúng ta, tình yêu chính là đặc ân mà tạo hóa đã ban cho con người, và tuổi trẻ cũng chính là giai đoạn con người dạt dào cảm xúc yêu đương nhất. Tuy nhiên, tình yêu lại cũng không phải là đặc ân của riêng tuổi trẻ, mà phải chăng Xuân Quỳnh muốn nói với chúng ta, khi nào trái tim con người còn biết rung động những nhịp đập bồi hồi, thổn thức cảm xúc tình yêu, khi đó họ vẫn đang còn trẻ, mặc cho thời gian năm tháng có phôi pha. Như thế, ở đây, thơ Xuân Quỳnh đã nói với chúng ta một điều, tình yêu là khát vọng muôn đời của nhân loại, khát vọng ấy mãnh liệt nhất ở tuổi trẻ và cũng chính tình yêu làm nên sức trẻ cho con người. Ông Hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu cũng từng khẳng định, hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. Và với Xuân Diệu, ông cũng cho rằng hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Xuân Quỳnh cũng đã gặp gỡ so với Xuân Diệu ở cái cảm xúc ấy. Như vậy, qua hai khổ thơ đầu, thì sĩ đã tả thực hình ảnh những con sóng ngoài biển khơi với những trạng thái phong phú là sự hài hòa các đối cực. Qua đó, Xuân Quỳnh cũng mượn sóng để diễn tả những cung bậc, những sắc thái tình cảm đa dạng, sự bản lĩnh chủ động của người phụ nữ trong tình yêu, cách cảm nhận tình yêu như một khát vọng vĩnh hằng, muôn thuở của nhân loại mà trước hết là của tuổi trẻ. Chúng ta cùng chuyển sang đoạn 2, khổ 3 và khổ 4, sóng và những suy tư về nguồn gốc, sự bí ẩn của tình yêu. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh, em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Các em lưu ý cho cô giáo, điệp từ em nghĩ được lặp lại 2 lần, cho thấy sự vận động của lý trí. Trước biển khơi bao la, con người dường như có nhu cầu nhận thức, lý giải, chiêm nghiệm, và cái nhu cầu ấy đến với con người một cách rất tự nhiên. Chuỗi câu hỏi liên tiếp, từ nơi nào sóng lên, gió bắt đầu từ đâu, khi nào ta yêu nhau, nêu lên những băn khoăn, trăn trở, muốn truy đến cùng nguồn gốc của sóng cũng chính là nguồn gốc của tình yêu. Câu trả lời em cũng không biết nữa lại dường như rất mơ hồ. Đó là lời thú nhận thành thật, đáng yêu, đầy nữ tính và cũng là một cách huyền diệu hóa tình yêu. Qua đó thì sĩ khái quát một điều sâu kín, tình yêu gắn với những cảm xúc mà lý trí bất lực. Chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp, sự bí ẩn của tình yêu, khiến tình yêu luôn kỳ diệu, luôn hấp dẫn đối với con người.
Nhiều thi sĩ khác cũng từng nói với chúng ta về sự bí ẩn đó của tình yêu. Xuân Diệu nói rằng, làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu, một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Chính những cái cảm xúc mà lý trí không giải thích được ấy, nó khiến cho tình yêu trở thành tiếng nói chân thật nhất của trái tim con người. Sang đoạn thứ ba, khổ 5, 6, 7. Sóng và nỗi nhớ thương, sự thủy chung, niềm tin trong tình yêu. Khổ thơ thứ 5 là khổ rất đặc biệt trong bài thơ này. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Ở đây, nhà thơ trước hết đã tả thực hình ảnh những con sóng trong tương quan với không gian dưới lòng sâu trên mặt nước, trong tương quan với thời gian ngày đêm. Nhà thơ sử dụng nghệ thuật tương phản và nghệ thuật nhân hóa để tả hình ảnh những con sóng ngoài đại dương, đồng thời cũng mở ra trong người đọc những liên tưởng. Đó là sóng vì nhớ bờ mà vỗ miên man vô hồi vô hạn bất kể ngày đêm. Hình ảnh những con sóng xô bờ triền miên không dứt được nhà thơ hình dung đó là nỗi nhớ bờ, và nỗi nhớ bờ ấy đã làm nên sự tồn tại của sóng. Có thể nói, đặc trưng quan trọng nhất của hình ảnh những con sóng thực ngoài tự nhiên đó là sự vận động, chuyển động không ngừng. Nếu sóng đứng yên thì sóng không còn là sóng nữa. Xuân Quỳnh đã có sự quan sát rất tinh tế ấy để phản ánh và tái hiện lại hình tượng sóng trong lời thơ của mình. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Từ hình ảnh con sóng đó thì nhà thơ đã có liên tưởng đến những cảm xúc của nhân vật trữ tình em. Nếu như nỗi nhớ bờ làm nên sự tồn tại của sóng thì nỗi nhớ anh lại làm nên ý nghĩa sự tồn tại của em. Ở đây, thi sĩ đã sử dụng hình thức khổ thơ 6 dòng, tăng thêm dung lượng ngôn từ để diễn đạt nỗi nhớ, phá vỡ mọi giới hạn câu chữ thi ca. Toàn bộ bài thơ này gồm có 9 khổ, 8 khổ thơ còn lại trong bài, mỗi khổ đều chỉ có 4 dòng, riêng khổ thơ thứ 5 trong bài lại có 6 dòng, đã diễn tả được những cung bậc cảm xúc nhớ thương cứ bồi hồi, rào rạt, dành lên mãi và tràn qua cả giới hạn câu chữ thi ca. Các em chú ý cho cô giáo mối liên hệ giữa hai hình tượng sóng và em. Sóng và em tương đồng ở nỗi nhớ, song nếu như sóng nhớ bờ thì em nhớ anh, nỗi nhớ của sóng còn trong giới hạn của không gian, thời gian, trong giới hạn của cõi thực, thì nỗi nhớ anh của em đã tràn cả vào cõi sâu vô thức, đi cả vào trong giấc mơ, nó thống trị cả ý thức lẫn tiềm thức, và phải chăng cái nỗi nhớ trong mơ ấy mới là sự thực của nỗi lòng con người. Ở đây, Xuân Quỳnh đã có cách biểu hiện tình cảm chân thành, mãnh liệt, bộc lộ trực tiếp và thể hiện một trái tim yêu tha thiết hết mình. Chúng ta từng biết đến rất nhiều những vần thơ về tình yêu, trong đó các thi sĩ đều nói về nỗi nhớ như một cảm xúc rất đặc trưng. Trong ca dao, chúng ta từng biết đến nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Xuân Diệu sau này cũng diễn tả, anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh, anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi. Trong thơ mình, Xuân Quỳnh cũng thường nói với chúng ta về nỗi nhớ tình yêu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Phải chăng chính nỗi nhớ khi chia ly xa cách ấy đã làm nên những cảm xúc cháy bỏng và chân thành nhất? Một trái tim biết nhớ là trái tim biết yêu, và khi nào trái tim không còn nhớ, phải chăng là tình yêu đã hết? Phát hiện về nỗi nhớ tình yêu ấy, Xuân Quỳnh đã nói với chúng ta một cảm xúc hết sức nhân văn của con người. Chúng ta cùng chuyển sang khổ thơ thứ 6. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở đây, tác giả đã sử dụng nghệ thuật tương phản và cách diễn đạt xuôi Bắc, ngược Nam rất lạ để thể hiện những vận động phong phú, nhiều chiều của sóng, đồng thời qua đó cũng nói về những đổi thay, những biến động, khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Trong tư duy thông thường, chúng ta hay nói là xuôi Nam và ngược Bắc, song Xuân Quỳnh đã dùng cách diễn đạt ngược lại, bởi lẽ nhà thơ muốn nói với chúng ta về những cái khó khăn, những cái trắc trở trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các từ ngữ dẫu, nơi nào cũng lại khẳng định tấm lòng sắt son như nhất. Cách diễn đạt hướng về anh một phương rất độc đáo.
Nếu như không gian địa lý đất trời có bốn phương tám hướng thì không gian tình yêu của em chỉ có duy nhất một phương là anh, chiếc la bàn tình yêu của người phụ nữ luôn hướng về phương anh. Qua đó, lời thơ đã diễn đạt sự thủy chung, sát son giữa bao đổi thay của cuộc đời. Tình yêu của em là bất biến, dù cuộc đời muôn phương, trăm ngả thì em vẫn luôn hướng về một phương duy nhất, đó chính là phương anh. Sang khổ thơ thứ bảy, ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Xuân Kình đã dùng cách diễn đạt trăm ngàn, con nào chẳng dù, để khẳng định sóng tới bờ là quy luật tất yếu của tự nhiên. Qua đó, nhà thơ cũng muốn nói với chúng ta hành trình đến với hạnh phúc của con người. Lời thơ đem đến một niềm tin vĩnh cửu, tin vào tình yêu chân thành sẽ có ngày đi đến đích. Dù Xuân Quỳnh hoàn toàn ý thức được về sự nhọc nhằn của hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực. Kem nhớ lại cho cô giáo bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh viết vào năm 1967, khi đó thi sĩ mới 25 tuổi. Mặc dù đã ít nhiều trải qua những trắc trở, song lúc ấy Xuân Quỳnh vẫn tràn đầy niềm tin và tình yêu và hạnh phúc. Sang đoạn thứ tư, khổ 8 và khổ 9, sóng và những âu lo, khát vọng dâng hiến bất tử trong tình yêu. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Khổ thơ thứ 8, tác giả sử dụng cấu trúc câu tuy, vẫn, dẫu, vẫn để thể hiện nhận thức về hiện thực. Cuộc đời dài thế, đối lập với năm tháng vẫn chảy trôi, vẫn đi qua, biển rộng nhưng mây vẫn bay về xa. Qua đó, nhà thơ cũng nói với chúng ta một điều, thời gian, năm tháng chảy trôi vô tình, còn đời người thì hữu hạn, khát vọng thì lớn lao vô cùng, còn tình yêu lại có những giới hạn. Ở đây chúng ta thấy cách cảm nhận về thời gian của Xuân Quỳnh phần nào có sự gặp gỡ với Xuân Diệu. Trong bài thơ Vội vàng, Xuân Diệu từng viết: "Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi." Với nhiều thế hệ nhà thơ, sự nhạy cảm trước bước đi của thời gian của tuổi trẻ như thế đã khiến cho họ lo âu trước bước thời gian trôi, nhưng đồng thời lại cũng có những cách riêng để chiến thắng được cái quy luật nghiệt ngã ấy của tháng năm, của đời người. Hình ảnh so sánh như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa lại nói với chúng ta về những lo âu, dự cảm về hạnh phúc mong manh. Biển khơi kia dẫu rộng, tưởng đã đủ để cho mây trôi dạt, nhưng cuối cùng mây vẫn rời bỏ, vẫn bay về xa. Hình ảnh thơ này dường như thống nhất với những cái cảm xúc phức phòng lo âu, những cái dự cảm mơ hồ về bất trắc trong cuộc đời, về sự mong manh của hạnh phúc mà Xuân Quỳnh thường diễn tả trong nhiều bài thơ của mình. Với thi sĩ, vừa thoáng tiếng còi tàu, lòng đã nam, đã bắc. Với thi sĩ, lời yêu mỏng manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Xuân Quỳnh luôn biểu đạt những nỗi lo âu ấy trong trái tim của người phụ nữ. Những cảm xúc đó lại đến được với trái tim độc giả và gặp được sự đồng cảm của nhiều thế hệ bạn đọc. Bởi lẽ không phải người phụ nữ nào khi yêu cũng âu lo cả nghĩ như Xuân Quỳnh, song thi sĩ đã nói lên một cách chân thành nhất, thành thật nhất những xúc cảm từ những dạt dào nhớ thương mãnh liệt, những say đắm thủy chung cho đến cả những phấp phỏng, những lo âu mơ hồ. Điều đó nó đã chạm đến được với trái tim của bạn đọc chúng ta. Sang khổ thứ 9, câu hỏi làm sao được tan ra thể hiện trạng thái băn khoăn trăn trở của nhân vật trữ tình. Ở đây kèm lưu ý cho cô giáo cách dùng từ của nhà thơ: tan ra thể hiện ước nguyện về sự hòa nhập vĩnh hằng tuyệt đối. Trăm ngàn lại là các số từ, chỉ số nhiều không xác định. Qua đó, nhà thơ diễn tả khát vọng được hóa thân vào sóng và đại dương để bất tử, vượt qua cái hữu hạn của đời người. Như thế, nỗi lo âu không khiến con người tuyệt vọng, mà ngược lại, nó thổi bùng lên khát vọng trong con người, chiến thắng thời gian nghiệt ngã, chiến thắng những quy luật của đời người, của năm tháng. Đó là khát vọng mạnh mẽ, mãnh liệt, thể hiện mong muốn được trường tồn, được bất tử hóa trong tình yêu và bằng tình yêu. Nếu xưa kia, Xuân Diệu trong bài thơ Vội vàng đã thể hiện ước vọng chiến thắng được sự chảy trôi của thời gian bằng lối sống vội vàng, sống cuống quýt, thì Xuân Quỳnh với trái tim của một người phụ nữ đa cảm
nhưng chân thành, dạt dào cảm xúc yêu đương, lại mong muốn chiến thắng những quy luật nghiệt ngã ấy bằng tình yêu trong tình yêu. Nhà thơ muốn tan ra thành trăm con sóng nhỏ, chính là muốn được hòa cùng tự nhiên bất diệt và trường cửu. Bởi lẽ chỉ khi hòa thành những con sóng nhỏ ấy giữa đại dương bao la thì sóng mới vỗ mãi muôn đời những nhịp đập yêu thương. Ở đây, chúng ta cũng có thể lý giải được hình ảnh con sóng đầy bản lĩnh, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể ở khổ đầu và cho đến khổ cuối, đó chính là ước nguyện được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu ấy. Xuân Quỳnh là người phụ nữ, dẫu có mạnh mẽ, dẫu có bản lĩnh, dẫu có kiêu hãnh đến bao nhiêu thì cũng vẫn rất nữ tính, khát vọng được hóa thân thành trăm con sóng nhỏ ấy, rất khiêm nhường. Thứ ba, chúng ta cùng chuyển sang khái quát lại giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Trước hết là giá trị nội dung. Bài thơ đã tái hiện thành công hình tượng sóng, đồng thời qua đó nói với chúng ta về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Hình tượng những con sóng trong bài thơ được khám phá ở sự dung hòa các đối cực, ở âm điệu phong phú và trạng thái luôn sao động, không nguôi yên. Người phụ nữ trong tình yêu lại được thể hiện với những cung bậc cảm xúc vừa chân thành, đằm thắm, vừa da diết, mãnh liệt, vừa tin yêu, lại vừa âu lo. Đồng thời, qua đó, Xuân Quỳnh cũng thể hiện khát vọng được là mình và được bất tử trong tình yêu. Về nghệ thuật, thì bài thơ để lại ấn tượng trong chúng ta bởi thể thơ ngũ ngôn giàu nhạc tính, hình tượng thơ đa nghĩa và ngôn ngữ bình dị, giàu sức gợi. Cô giáo hướng dẫn các em tự học bài thơ sóng như sau. Đầu tiên các em ôn lại cho cô giáo các kiến thức về tác giả, về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Xuân Quỳnh. Sau đó, khi ôn tập về tác phẩm sóng, các em lưu ý cho cô giáo các thông tin về xuất xứ, vị trí, hoàn cảnh ra đời và bố cục của bài thơ. Một số những vấn đề cần lưu ý khi học tác phẩm đó là nhan đề sóng, nét đặc sắc của các đoạn thơ và giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Yêu cầu số 2 của cô giáo đó là các em lập dàn ý cho đề văn cảm nhận của anh chị về nỗi nhớ tình yêu trong đoạn thơ sau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Đây là khổ thứ 5 trong bài. Chúc các em ôn tập tốt, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong giờ học sau.